các ông, các bà, những người đã đóng góp cho thành công của chương trình. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và kính xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các ông, các cụ, các bà sẽ dự bữa cơm thân mật chúc mừng thành công của chương trình giao lưu văn nghệ tại hội trường thứ hai của Ủy ban Nhân dân xã Hữu Tượng. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời.